Thưa quý vị, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh, trong đó có thành phố Bà Rịa, chính thức triển khai các nhiệm vụ xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân năm 2010. Sau gần 10 năm triển khai, cả 3 xã nông thôn của thành phố Bà Rịa lần lượt được công nhận nông thôn mới vào các năm 2013, 2015 và 2017. Thành phố Bà Rịa là địa phương đầu tiên của tỉnh được chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Và trong khi các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai nông thôn mới, thì thành phố Bà Rịa đã bước sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2020, 3 xã nông thôn mới của Bà Rịa tiếp tục hoàn thành 15 trên 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tháng 5 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành quyết định số 1420 về tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của chính phủ. Trên cơ sở này, những xã đạt chuẩn nông thôn mới chủ động đăng ký thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tại thành phố Bà Rịa, ngay khi quyết định số 1420 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, 3 xã nông thôn mới của địa phương đều đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gồm Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng. Trong điều kiện diện tích sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, để triển khai các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao, xã Hòa Long vận động khuyến khích người dân thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi ngành nghề. Những nghề truyền thống của địa phương được nông dân linh hoạt điều chỉnh phương cách sản xuất theo hướng mới như nấu rượu, làm bánh tráng. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người không chỉ dần nâng cao mà cũng ổn định hơn. Hướng đến nông thôn mới nâng cao, nông dân xã Long Phước được hướng dẫn tạo điều kiện thử nghiệm giống cây mới phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Xã Long Phước hiện có hàng chục hecta vườn tạp được cải tạo trồng cây ăn quả như bưởi da xanh, sầu riêng, bơ. Nhiều diện tích lúa kém hiệu quả cũng chuyển sang trồng hoa màu. Chăn nuôi bò, heo, dê từ nhỏ lẻ, phân tán được liên kết phát triển theo hướng trang trại. Thì thực hiện theo cái quyết định 1420 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì là còn lại là 15 cái tiêu chí để chúng ta đạt được cái nông thôn mới nâng cao. Thì trên cơ sở thì phát huy toàn bộ các cái hệ thống chính trị từ ấp đến xã, bên cạnh đó thì phân công cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí đó, thì trên cơ sở đó thì hàng tháng, hàng quý, rồi năm ban chỉ đạo này họp để bàn đưa ra những cái thuận lợi khó khăn trong cái quá trình thực hiện chỉ đạo. Xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Nỗ lực duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt. Khi tỉnh ban hành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã Tân Hưng đã chủ động đăng ký triển khai. Đặt mục tiêu hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, Tân Hưng đã về đích trước một năm. Cũng tranh thủ quan tâm đầu tư của cấp tỉnh, cấp thành phố về cơ sở hạ tầng. Qua đó thì huy động cả hệ thống chính trị để trước hết là tuyên truyền vận động người dân tiếp tục duy trì nâng cao các tiêu chí mà đã được vào năm 2016, nhất là về cái tiêu chí thu nhập cho người dân. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 xã nông thôn của Bà Rịa đã phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, thực hiện tốt việc huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án và sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp. Giai đoạn 2018-2020, thành phố huy động gần 174 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ủy ban Nhân dân thành phố đã hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng từ nghị quyết số 05 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp thủy sản cho nông dân, tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với kinh phí 537 triệu đồng. Đến cuối năm 2020, thu nhập của người dân 3 xã Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng đạt từ 60 triệu đồng một người một năm trở lên. Cả 3 xã đều không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Với những kết quả đạt được, năm 2019, xã Hòa Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2020, các xã Long Phước và Tân Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2022-2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với quá trình đô thị hóa tại 3 xã nông thôn mới nâng cao.
Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố Bà Rịa tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chủ yếu sử dụng nâng cấp hạ tầng cơ sở thiết yếu, công trình thủy lợi, nguồn vận động từ doanh nghiệp và nhân dân phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân.